chào mọi người, quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình đi bán cơm đây. Đây là quán cơm nha, nhà mẹ vợ mình. Mình ra phụ quán và bắt kèm thêm nước mía, chanh dây và trà bắc. Con bầu nhà mình nó đang làm trà tắc đây mọi người. Từ đây. Đây là cô phụ quán. Rồi đợi lại đi, xong rồi đây. Bữa nay em làm hộp bắt nhiều. Đảm bảo vệ sinh nghe nhầm. Tông nha mọi người, chứ không phải là trà ba cái trà mà ôn thiêu như trên mạng rồi đâu. Đây bây giờ mình đem ra trước mình chưng chung với chanh dây. Có mấy người xuống mua cơm đây. Thank you.